Tổng hợp các hiệp định thương mại của Việt Nam, viết tắt là FTA. Chính nhờ khả năng tiếp cận thị trường thông qua các FTA, kim ngạch xuất khẩu của nước ta trong những năm vừa qua tăng trưởng liên tục trên 10%, trở thành nước xuất khẩu lớn thứ 22 trên thế giới chỉ trong một thời gian ngắn. Theo báo cáo của Bộ Công Thương trước Quốc hội ngày 23 tháng 9, cùng với việc tham gia WTO từ năm 2007, việc thực thi các FTA đã có phần thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng hơn 300%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 350%. Hiện nay, ngoài việc là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nước ta đã tham gia 14 FTA, trong đó có 13 FTA đã có hiệu lực và một FTA mới ký kết đang trong thời gian chờ có hiệu lực và 3 FTA đang trong quá trình đàm phán. 14 hiệp định FTA đã được ký kết lần lượt theo thứ tự như sau. Đầu tiên phải kể đến hiệp định thương mại tự do của Hiệp hội các quốc gia khu vực Đông Nam Á, viết tắt là AFTA. Đây là hiệp định thương mại đầu tiên Việt Nam tham gia sau khi hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới. Được ký vào ngày 28 tháng 1 năm 1992, có hiệu lực từ năm 1993, nhưng đến năm 1996, Việt Nam mới chính thức gia nhập và đây cũng chính là một động lực để nước ta có thể tham gia vào nhiều tổ chức kinh tế khác. Giúp Việt Nam tăng cường hợp tác thương mại với nhiều nước, mở rộng thị trường ưu đãi, thu hút nhiều vốn đầu tư, tạo ra sức ép cho các doanh nghiệp trong nước cải thiện sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, cân bằng lại giá cả, tạo nên một nền cơ cấu kinh tế thích hợp, đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ, thu hẹp lại ngành nông nghiệp truyền thống. Tiếp theo là Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN Trung Quốc, viết tắt là ACFTA, được ký kết vào ngày 29 tháng 11 năm 2004 và biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam Trung Quốc ký vào ngày 18 tháng 7 năm 2005. Hiệp định này hướng tới tăng cường quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn, giảm thiểu các rào cản thương mại giữa các quốc gia khu vực ASEAN và Trung Quốc. Với Việt Nam, Trung Quốc hiện đang là đối tác hàng đầu về quan hệ hợp tác kinh tế thương mại. Tuy nhiên, việc tận dụng ưu đãi từ ACFTA vẫn còn hạn chế. Hiện chỉ có khoảng 1 phần 3 kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc được hưởng mức thuế ưu đãi nhờ tận dụng được từ quy định xuất xứ hàng hóa. Sau ACFTA, Việt Nam tiếp tục gia nhập Hiệp định Khu vực Mậu Dịch Tự do ASEAN-Hàn Quốc, viết tắt là AKFTA, được ký hiệp định khung vào năm 2005, sau đó tiếp tục ký hiệp định về thương mại hàng hóa tháng 9 năm 2007, hiệp định về thương mại dịch vụ tháng 5 năm 2009, hiệp định về đầu tư tháng 6 năm 2009. AKFTA tạo cơ hội lớn cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong khu vực, tạo sức ép, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy các nước tham gia hiệp định triển khai các biện pháp nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng cường hiệu quả và tính cạnh tranh của nền kinh tế. Với Việt Nam, hiệp định có những tác động lâu dài đến cơ cấu của các ngành kinh tế. Bên cạnh lợi ích xuất khẩu, doanh nghiệp nước ta cũng có điều kiện tiếp cận các nguồn nguyên liệu, máy móc, công nghệ, phục vụ sản xuất, kinh doanh có hiệu quả hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Nhật Bản, viết tắt là AGCEP, được ký vào tháng 4 năm 2008, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2008. AGCEP là hiệp định thương mại tự do toàn diện trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và hợp tác kinh tế, giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Nhật Bản và ASEAN. Đối với Việt Nam, Nhật Bản là một trong những đối tác thương mại, nguồn đầu tư và nhà cung cấp viện trợ nước ngoài hàng đầu. Việt Nam đang là một điểm đến hấp dẫn đầu tư và là lựa chọn cho chiến lược tái cấu trúc, dịch chuyển chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp Nhật Bản. 64% doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Nhật Bản có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam lớn nhất trong năm 2019 với tổng vốn đăng ký gần 8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 31% tổng vốn FDI vào Việt Nam. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp số dự án đầu tư mới của Nhật Bản vào Việt Nam tăng và đạt kỷ lục với 630 dự án. Ngay sau AGCEP, Nước ta ký kết riêng với Nhật Bản Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản, viết tắt là VGFPA, được ký kết vào ngày 25 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2009. Đây là FTA song phương đầu tiên của Việt Nam, trong đó cả Việt Nam và Nhật Bản đều dành nhiều ưu đãi cho nhau hơn là so với Hiệp định Kinh tế Đối tác Toàn diện ASEAN-Nhật Bản, AGCEP. Tuy nhiên, VGEPA không thay thế, ACEP mà cả hai FTA này cùng có hiệu lực và doanh nghiệp có thể tùy chọn sử dụng FTA nào có lợi hơn. Hiệp định có nội dung toàn diện bao gồm nhiều lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, di chuyển của thể nhân. Về mức cam kết chung trong vòng 10 năm kể từ khi thực hiện hiệp định, Việt Nam cam kết tự do hóa đối với khoảng 87,66% kim ngạch thương mại và Nhật Bản là 94,53%. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Ấn Độ, viết tắt là AIFTA. Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện được ký kết vào ngày 8 tháng 10 năm 2003, sau đó ký kết các văn bản cụ thể hóa gồm Hiệp định về Hàng hóa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, Hiệp định về Dịch vụ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, Hiệp định về Đầu tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Hiệp định FTA này có mức độ tự do hóa cao và có hiệu quả thực thi tốt nhất, góp phần mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn của Ấn Độ cho các doanh nghiệp ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Hiện nay, Ấn Độ là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Ấn Độ là điện thoại di động, sắt, than đá, cao su, quặng, chất dẻo nguyên liệu, hóa chất, hạt tiêu, cà phê, vải, giày dép, phôi thép vân vân. Các mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Ấn Độ gồm nguyên liệu thức ăn gia súc, ngô, các loại linh kiện điện tử, tân dược, bông, hóa chất, nguyên liệu da dày, sợi, chất dẻo, nguyên phụ liệu thuốc lá. Hiệp định Khu vực Mậu Dịch Tự Do ASEAN Australia New Zealand, viết tắt là AANZFTA được ký kết vào ngày 27 tháng 2 năm 2009 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2010. Đây là thỏa thuận toàn diện nhất mà ASEAN tham gia từ trước đến nay, bao gồm rất nhiều cam kết về hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, thương mại điện tử, di chuyển thể nhân, sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh và hợp tác kinh tế. Với Việt Nam, hiệp định mở ra cơ hội phát triển hơn nữa quan hệ thương mại song phương Việt-Úc, Việt-New Zealand. Đối với Úc, các doanh nghiệp của ta thu được nhiều lợi ích nhất trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may, bột giấy, nông sản. Còn đối với New Zealand, lợi ích xuất khẩu chính của ta là hàng dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, máy móc, thiết bị và phụ tùng. Các doanh nghiệp người tiêu dùng Việt Nam sẽ được tiếp cận máy móc, nguyên vật liệu và hàng hóa chất lượng cao, công nghệ tiên tiến nhập khẩu từ hai nước với giá cả hợp lý hơn. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Chile viết tắt là VCFTA, được ký kết vào ngày 11 tháng 11 năm 2011 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Đây là FTA đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia ở khu vực châu Mỹ. VCFTA là một FTA truyền thống, chỉ bao gồm các cam kết về hàng hóa và các vấn đề liên quan đến hàng hóa, không bao gồm các cam kết về dịch vụ, đầu tư fta này giúp việt nam tiếp cận thị trường chile và thâm nhập vào các thị trường khác trong khu vực mỹ latin rộng lớn tạo cơ hội tiếp cận với nguồn nguyên liệu chất lượng tốt khi chile là một nước giàu tài nguyên nước ta chủ yếu nhập từ chile nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu đồng là dây cáp điện gỗ để sản xuất đổ gỗ bột cá để chế biến thức ăn gia súc gia cầm thủy hải sản bột giấy ngoài ra còn có rượu vang hoa quả tươi thịt da cầm còn ta xuất khẩu sang Chile chủ yếu là hàng thành phẩm như giày dép, hàng may mặc, sản phẩm nội thất vân vân. Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam Hàn Quốc viết tắt là VKFTA được ký vào ngày 5 tháng 5 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2015. Trong VKFTA, Hàn Quốc dành nhiều ưu đãi cho Việt Nam hơn so với AKFTA về các lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Tuy nhiên, vkfta không thay thế akfta mà cả hai fta này đều cùng có hiệu lực và doanh nghiệp có thể tùy chọn sử dụng fta nào có lợi hơn VKFTA mang lại những tác động tích cực về nhiều mặt đối với Việt Nam. Hàng xuất khẩu của Việt Nam được hưởng nhiều cơ hội ở thị trường Hàn Quốc, thu hút đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam, kèm theo công nghệ cao, trình độ quản lý tiên tiến và cơ hội tiếp cận các thị trường thứ ba, kéo theo đó là tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Hàn Quốc hiện đang là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Năm 2019, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt trên 67 tỷ đô la Mỹ, cũng trong năm, vốn đầu tư Hàn Quốc và Việt Nam đứng đầu với 7,92 tỷ đô la Mỹ. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á Âu được ký kết vào ngày 29 tháng 5 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2016, bao gồm Việt Nam, Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan, Thị trường EAEU vẫn đang có nhu cầu rất lớn về tất cả các sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu, như hàng may mặc, giày dép, điện tử, gạo, hạt tiêu, rau quả, thủy sản. Về phía EAEU, những sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu sang Việt Nam là các mặt hàng xăng dầu, máy móc, hóa chất, sắt thép, hàng tiêu dùng. Cơ cấu sản phẩm giữa Việt Nam và EAEU bổ sung cho nhau chứ không cạnh tranh trực tiếp. Kể từ khi hiệp định có hiệu lực, Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và liên minh kinh tế Á Âu đã tăng trên 25% so với cùng kỳ trước đó. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là CPTPP, tiền thân của hiệp định TPP, ban đầu có 12 nước tham gia nhưng sau đó Mỹ rút lui chỉ còn lại 11 nước là Việt Nam, Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Úc, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia. Được ký kết vào ngày 8 tháng 3 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018, nhưng chính thức có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14 tháng 1 năm 2019, là hiệp định thế hệ mới đầu tiên mà Việt Nam tham gia có tiêu chuẩn cao và quy mô cam kết rộng Hiệp định CPTPP tạo ra khu vực thương mại tự do rất lớn với quy mô thị trường rộng tới 495 triệu người tiêu dùng, tổng giá trị GDP khoảng 10.567 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu. Trong đó, Việt Nam đứng thứ 10 với 255 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 2% GDP toàn khối tính theo GDP thời điểm ký kết. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ tác động sâu rộng đến nền kinh tế nước ta giai đoạn 2021-2035, giúp mở rộng cơ hội xuất khẩu, từ đó góp phần thúc đẩy cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hồng Kông-Trung Quốc được ký kết vào ngày 12 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực với Hồng Kông và năm nước thành viên ASEAN, Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan, Việt Nam kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2019. Đến nay, đã có 8 nước thành viên ASEAN thực hiện, còn lại Brunei và Campuchia vẫn đang trong quá trình tham vấn nội bộ. Hiệp định này bao gồm toàn diện các lĩnh vực từ thương mại, hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế và kỹ thuật, công cụ giải quyết tranh chấp, các lĩnh vực liên quan khác. Hiệp định mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn nữa cho Việt Nam. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Hồng Kông. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch thương mại song phương cũng đã đạt đến 7,06 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam là thị trường nhập khẩu lớn thứ 14 của Hồng Kông. Hồng Kông còn dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 với tổng vốn đầu tư 5,3 tỷ đô la Mỹ. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu. Được ký kết vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Đây là hiệp định toàn diện, có chất lượng cao và đảm bảo cân bằng lợi ích cho cả Việt Nam và EU. Trong đó đã lưu ý đến tranh lệch về trình độ phát triển giữa hai bên. Hiện nay, EU là một trong số ít những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Với kim ngạch xuất khẩu sang thị trường năm 2019 đạt 41,48 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu đạt 14,91 tỷ đô la Mỹ, hiệp định giúp Việt Nam mở rộng quan hệ đối tác cùng lúc với 27 quốc gia thành viên châu Âu, góp phần giải quyết bài toán đầu ra về mở rộng, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, tạo cú hích lớn cho xuất khẩu của Việt Nam. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP FTA có quy mô lớn nhất thế giới giữa ASEAN và năm nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Hiệp định vừa mới được ký vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 dưới sự chủ trì của Việt Nam nhân sự kiện hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37. Hiệp định sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày được thông qua bởi ít nhất 6 nước thành viên ASEAN và 3 nước thành viên không thuộc ASEAN. Reset tạo nên một thị trường lớn với quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm khoảng 30% dân số thế giới, với GDP sấp xỉ 26.200 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu và trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới. Với Việt Nam, DCEP giúp các doanh nghiệp tiếp cận thị trường tiêu thụ lớn, quy mô GDP gấp đôi CPTPP, tiếp cận được các nguồn nguyên liệu, phục vụ chuỗi sản xuất các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu hiện nay các FTA đang đàm phán, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối thương mại tự do EFTA, VN EFTA FTA đây là hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch Tự do Châu Âu, viết tắt là EFTA, bao gồm 5 quốc gia châu Âu là Thụy Sĩ, Na Uy, Ireland, Liechtenstein và Việt Nam. Hiệp định được bắt đầu đàm phán từ tháng 5 năm 2012. Việc ký kết FTA với khối EFTA sẽ tạo cơ hội phát triển xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vì EFTA liên thông với EU và EU đã là thị trường chính của hàng dệt may Việt Nam. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Israel, Việt Nam Israel FTA. Bắt đầu đàm phán vào ngày 2 tháng 12 năm 2015 cho đến nay, hiệp định này sẽ giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước. Hiện kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Israel là khoảng 1 tỷ đô la Mỹ và FTA sẽ đẩy xa hơn nữa con số đó. Hiệp định thương mại tự do Anh Việt UVFTA Thông tin về việc đàm phán hiệp định này đã được thông báo sau chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Anh đến Việt Nam hồi cuối tháng 9. Thỏa thuận này dựa trên nền tảng hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã có hiệu lực trước đó. Do vậy, hiệp định này dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2020. Việc đàm phán và ký kết thành công các hiệp định thương mại nói trên đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia sở hữu nhiều hiệp định thương mại nhất thế giới. Đồng thời, nước ta là nước hiếm hoi, có mối quan hệ sâu đậm về thương mại với hầu hết tất cả các nền kinh tế lớn và quan trọng. Điều này tạo nên nền tảng vững chắc trong việc cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng như xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, tạo động lực cho nền kinh tế phát triển trong thập kỷ mới.